Hoa Kỳ yêu cầu Liên Hiệp Quốc tăng áp lực lên Nga về Ukraine. Hoa Kỳ yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tăng áp lực lên Nga, buộc nước này tuân thủ một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trong lúc đó, thì Nga phản đối cáo buộc cho rằng nước này là mối đe dọa đối với Ukraine. Hôm thứ Tư, Hội đồng gồm 15 thành viên tổ chức cuộc họp lần thứ 26 về Ukraine, một lệnh ngừng bắn được thỏa thuận giữa Ukraine và phiến quân thân Nga vào ngày 5 tháng 9. Nhưng sau đó, dưới sự ủng hộ của Nga, phe ly khai vi phạm thỏa thuận nhiều lần, khiến cho Tây Phương lo ngại cuộc xung đột đang phát triển trở lại. Jens Torbert Frandsen là quyền phụ tá tổng thư ký về các vấn đề chính trị cho biết rằng, tính cho đến ngày 3 tháng 11, chiến sự ở miền Đông nhen nhóm trở lại, mặc dù thỏa thuận ngừng bắn Minsk vẫn còn hiệu lực. Ukraine nói họ điều động quân đội tới miền Đông vì lo sợ phe ly khai thực hiện một cuộc tấn công quân sự mới. Mặc dù phía Nga bác bỏ thông tin này, họ gửi quân sang Ukraine để củng cố phe nổi dậy. Tại buổi họp của Hội đồng Bảo an, Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power muốn biết là cộng đồng quốc tế sẽ làm gì để ngăn chặn một cuộc xung đột khác ở châu Âu do Nga giật dây. Họ phải trừng phạt nếu Nga vi phạm cam kết và tiếp tục gây bất ổn cho Ukraine.